Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Mùi trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp bạn nắm được những điều tốt xấu trong cuộc sống của mình. Và cụ thể hơn, tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 5 âm lịch này, bạn sẽ biết được qua tháng 5 của mình như thế nào, công việc, học hành có được thuận lợi, suôn sẻ hay là không. Và chúng ta sẽ cần phải có những lưu ý gì trong cuộc sống của mình. Phần tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 5 âm lịch này được xây dựng, tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên bạn hoàn toàn yên tâm về độ chính xác tuyệt đối. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 5 âm lịch. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Quý Mùi sinh năm 2003 có mệnh mộc, dương liễu mộc, cây gỗ, cây dương. Sinh vào năm 2003, thì Quý Mùi thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn, không muốn gây nổi bật. Ai kết bạn với những người tuổi này thực sự rất may mắn, bởi vì Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước biết sau và hết mình với bạn bè nên được nhiều người yêu quý. Thế nhưng đôi lúc bạn sống vì người khác quá cũng không nên, bởi vì sẽ khiến cho bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tuổi Mùi khó tránh khỏi những lúc khó xử, chịu thiệt thòi trong mối quan hệ bạn bè của mình. Trong tháng 5 âm lịch, người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả năng, khả quan trong học tập. Những điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng của mình. Bạn cần phải chiến đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích học tập. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ thầy cô phiền lòng. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, giao tiếp với đầy đủ thầy cô, bạn bè và cần chú ý kẻo làm mất lòng tất cả những người xung quanh của mình. Thứ nhất, sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy có nhiều bạn đạt được thành tích tốt, có sự tiến bộ trong công việc cũng như là học tập. Nhưng bên cạnh đó có những bạn vẫn còn lười biếng và chảnh mảng, không tách biệt thời gian học tập và thời gian cho sở thích cá nhân. Cạnh tranh trong học tập cũng tăng lên, bạn sẽ thường vì các vấn đề điểm số thua kém người khác mà muộn phiền. Ở độ tuổi này, cảm xúc thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí là có dấu hiệu đi xuống. Với những bạn đã đi làm hoặc bắt đầu đi làm thêm, môi trường mới khiến bạn phải khá vất vả mới thích nghi được. Hãy làm việc thật chăm chỉ và cầu tiến. Tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn phía trước. Và giai đoạn này, người lớn đặc biệt là các bậc cha mẹ, thầy cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và định hướng con trẻ, tránh tình trạng học đòi những thói hư tật xấu ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, vấn đề tài chính của những người tuổi Quý Mùi về cơ bản vẫn được gia đình đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ phải chi tiêu một khoản không nhỏ cho sở thích cá nhân và thấy tiền tiêu vặt là không đủ, từ đó suy nghĩ tự mình kiếm thêm các khoản tiền từ công việc tạm thời. Điều này phụ thuộc vào khả năng, sự học hỏi và cả sự cho phép từ phía gia đình. Bạn nên tham khảo ý kiến của người khác trước khi quyết định bất kỳ một điều gì, đặc biệt đó là cha mẹ, người thân trong nhà. Với những người đã đi làm, tháng này tài lộc có vẻ không được như ý. Công việc tuy vất vả hơn nhưng bạn lại không đạt được mức lương thưởng như mong muốn. Mức chi tiêu nhiều hơn mức thu, dẫn đến việc thiếu hụt về tài chính, phải vay mượn thêm để chi trả. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân,
Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng 5 âm lịch, sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại. Vì đang ở độ tuổi mới lớn nên cần chú ý nạp đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển tốt. Vấn đề ăn uống cũng cần để tâm, hạn chế ăn uống theo sở thích, nhất là những thức ăn đường phố rất dễ bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các chứng bệnh về dạ dày. Các quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, đào hoa khởi sắc giúp cho những người tuổi Quý Mùi kết giao được với rất nhiều bạn bè mới, mở rộng mối quan hệ. Một số bạn bắt đầu nảy sinh tình cảm khác giới và ít nhiều chịu ảnh hưởng tới việc học hành. Nhưng vì đang trong độ tuổi lớn nên cái tôi khá cao ngạo, bạn có thể tỏ ra khó chịu với sự can thiệp từ phía gia đình về các mối quan hệ riêng của mình. Cần tỉnh táo để nhìn ra đâu là mối quan hệ tốt nên duy trì và đâu là mối quan hệ độc hại cần phải tránh xa. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước sẽ có cái nhìn tinh tường và hiểu lòng người tốt xấu ra sao, bạn nên lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Quý Mùi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 5 năm 2022, tức ngày 5 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 5 năm 2022, tức ngày 17 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Mùi trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 5 năm 2022, tức ngày 10 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 5 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lăng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí từ phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Quý Mùi 2003 trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.